Khu vườn kỳ lạ của Đồng Tháp. À, mít không hạt, dưa sữa ăn được vỏ, ca khổng lồ Thái Lan, rồi bưởi đỏ ruby. Dừa mà ngọt lấy mít mà ăn luôn cả vỏ luôn nè. Trời ơi, đúng ngon nè, đây ngon. Ngon lắm cả nhà ơi, ngọt. Kỳ lạ loại dừa ngọt đến mức mà ăn luôn cả vỏ. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại Tăng Hồng Đồng Tháp nha. Và bên cạnh Phú đây là chị Dung xinh đẹp, chủ của khu vườn này. Và anh Mai là ông xã của chị. Anh chị á, tạo ra một khu vườn 20.000m2 và trong đó là trồng rất nhiều cái cây độc lạ quý hiếm của Việt Nam. Bây giờ là anh chia sẻ sơ là mình có những cây gì. À, ở đây anh có cây dừa ăn được vỏ. Cây dừa mà ngọt đến nỗi mà ăn luôn cả vỏ đó các bạn. Rồi cái gì nữa anh? À, mít không hạt. Mít không hạt. À, vú sữa ăn được vỏ. Đây cũng là giống mới và quý của Việt Nam. Dạ. Rồi anh kể thêm một vài loại nữa coi. À, như tre khổng lồ Thái Lan. Tre khổng lồ nữa. À, rồi cherry của Nhật. Dạ. Rồi bưởi đỏ ruby mà nó đỏ mà đỏ rực luôn á. Giống này cũng từ Thái Lan đem về. Rồi, Phú đặc biệt nhấn mạnh về cái loại dừa. Dừa mà ngọt đến mức mà ăn luôn cả vỏ luôn. Mà theo lời của anh á thì dường như là ở Việt Nam này không có, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng thôi, không có nhiều. Dạ. À, không để các bạn đợi lâu, bây giờ camera của chúng ta sẽ hướng về chị Dung. À, người phụ nữ xinh đẹp chủ khu vườn sẽ lần làm cái việc đầu tiên trong đời là hái cái trái dừa ăn được luôn cả vỏ nha các bạn. Cả cái khu vườn này chỉ có trái này thôi, quay lộn, chỉ có cây này thôi. Và anh còn nói là cả miền Tây này mà tìm không ra được khoảng 10 cây đâu, đó, rất là hiếm hoi đó. Bây giờ mình hái trái nào đây anh? Đây đây trái này nè em. À, em lại em hái đi để chị hái. À, rồi chị hái luôn chị. Cái cây này anh trồng lâu chưa? Được 5 năm rồi em. 5 năm hả? À. Mà cái này là cái quả như thế này có phải là quả to nhất của nó chưa? Nó còn to nữa em. Còn ư trời. Nó còn to nữa. Rồi. Nhưng còn... mà à, nó hình tam giác này em thấy không? Cái dừa rất là lạ. Dạ. Nó ba cạnh nó đều nhau nè, chứ không phải giống như dừa bình thường. Dạ. Đây là cái điểm khác biệt của trái dừa ăn được vỏ. Chủ nhân của khu vườn này vừa hái một quả dừa mà chị ấy cho rằng cái loại dừa này á, rất là quý hiếm. À, cả miền Tây á chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và hôm nay là Phú có một cái cơ hội hiếm hoi, quý là quý, rất là quý luôn, mới được chị là chiêu đãi một cái trái dừa hái từ cái cây dừa ăn luôn cả vỏ. Đây. Ai là người trực tiếp phát hiện cái cây dừa này anh? Anh là người tìm hiểu là trồng cây này. Bây giờ anh có thể là chia sẻ với khán giả độc lạ Bình Dương là anh đoán thử ở Việt Nam này còn khoảng bao nhiêu cây như vậy? Theo như anh tìm hiểu là anh hỏi hết là không nghe nói là có còn nha. Chỉ trên những người nói có thôi. Dạ. Nhưng bây giờ những cây đó nó chết hết trơn rồi. À. Tại những người nói hồi xưa có Bạc Liêu cũng có nè. Rồi An Giang cũng có nhưng mà anh nghe nói cách đây mấy chục năm mà. Anh dạ, nghe nói là bây giờ chỉ còn có một cây duy nhất ở vườn anh thôi hả? Còn cây duy nhất thôi chứ không còn nhiều đâu. Rồi bây giờ không để các bạn đợi lâu. Phú sẽ nhờ anh là bổ trái dừa này và Phú đích thân là Phú ăn thử là coi thử chứng thực có phải là cái đây là cái loại dừa mà có thể ăn luôn cả vỏ không. Đây anh. Mà cái trái này có phải là nó lớn nhất chưa? Chưa. Đấy, sao em? Ngồi mình ngồi đây nè, mình ngồi đây là mình ấy nè, chị kiếm cái đồ bổ dừa đi chị. Ngồi đây luôn hả? Vô, dạ. vô trong kia. Thôi ngồi đây, ngồi đây đi. Trái này là mình cái trái dừa ăn được vỏ này á là cái cách ăn của nó là nó lúc nó giống như nó chưa có trưởng thành á. Dạ. Có nghĩa là cái gáo trong á, phần gáo trong nó chưa có già. Dạ. Trái già rất là lớn, trái trà nó to lắm, nó to hơn trái dừa bình thường mình. À. Nó gần gấp đôi trái dừa bình thường mình khi mình để già. Để già là mình chỉ mình uống nước và mình lấy trái ăn bình thường giống như dừa thường thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái là khi mà còn non á là nó ăn được cả vỏ mà ăn rất là ngon. À. Ăn là ăn lúc non. Dạ. Còn trái dừa bình thường á mình ăn là nó sẽ bị chát. Dạ. Còn cái này là rất là nhiều anh chị lãnh đạo rồi cũng đã về đây là phải ăn cho bằng được trái dừa này rồi. Ôi là quý đến mức mà lãnh đạo phải bôn ba mà về đây để ăn cho được cái loại dừa này đó các bạn đó. Thứ nhất là nó đặc biệt, nó khác nè, nó khác trái dừa bình thường nè ha, là hình tam giác. Cái thứ hai nữa là nó khác biệt là khi mà nó còn non á, em gọt ra rồi em ăn á là nó bình thường, nó ngọt ngọt, nó giống như củ hú dừa mình vậy đó. Dạ. Nó ngon hơn.
Còn trái dừa của mình, trái dừa thường của mình á, dừa sim xanh hay sim lục gì đó thì mình ăn nó chát, ăn không được. Dạ. Đó. Cho anh nói mà em chảy nước miếng quá. Bà chị ơi, đem cái dao ra nhanh lên chị ba. hay là mình cắn mình ăn luôn. Cắn ăn luôn được không? Đi em anh bữa nó cũng nhai cái vỏ thử, nó kêu cũng có vị ngọt luôn á. Hay vậy hả? Sao hay bây giờ em cắn ăn luôn nha. Cắn được đây ngọt cái cứng. Phải trái nhỏ hơn chút xíu nữa gần là em ấy được. Dạ. Trái này nó hơi lớn à. Ồ các bạn ơi, cả cái vườn rộng lớn của anh 20.000 mét vuông mà chỉ có duy nhất một cây này thôi mà anh nói Việt Nam giờ gần như là không có luôn. Còn chỗ các bạn thì sao? À, có khi là do anh đi chưa đủ nhiều nữa, nên anh mới nói vậy. Cũng dạ, có thể vậy, dạ, cũng có thể vậy. Các bạn đã từng thưởng thức cái loại dừa ăn luôn cả vỏ chưa ạ? À? Nếu chưa thì để lại chữ chưa giùm Phú nha. Phú cần biết cái ý kiến của bạn để cái khảo sát của Phú nó chính xác ha. Rồi à, tí nữa Phú ăn rồi Phú sẽ húp luôn nước luôn. Để Phú sẽ nêu cảm nhận cho các bạn ha. À, Loan ơi, em cầm cái máy cho Vinh cái ké vô hình cho khán giả quen nó với nó cầm máy miết tụi nó đây. Đó. Ui giời. Ê Vinh vô đây Vinh. Ui giời. Trời. Không thôi để đó ăn được rồi đó. À, không biết khán giả trên đầu lại Bình Dương mình đã từng ăn trái dừa nào mà ăn luôn cả vỏ chưa cả nhà ơi. Chị ngồi đây ăn chung với em như vui chị. Em phải ngồi ăn với em. Trời ơi, ngồi ăn em phải ngồi ăn mới được chứ. Chủ vườn phải ăn. Chủ vườn. Mình có giờ quả ngon mình chia nhau chứ. Ừ. Chị bỏ cái nón xuống cho khán giả. Trời ơi, đẹp thế mà cứ ngại ngùng. Ăn ăn được chứ? Ăn này được chưa? Ăn này Phú, ăn nè. Đó ăn cái này nè. Ăn rồi, Vinh mời cả nhà mình cùng ăn vỏ dừa cùng với Vinh Vạn Phú nha. Ôi trời, quá trời hết rồi. Bỏ nước đá nè hả? Mình trước khi ăn vỏ dừa mình còn phải ngâm vào nước đá nha cả nhà. Thì bỏ dính đá thì ăn sẽ ngon hơn rồi, mà ăn luôn trực tiếp đi không sao đâu. Vinh mời cả nhà nha. Ui. Ngon lắm em. Nó giòn giòn, nó béo béo, ngon kìa. Ai cũng thích hết trơn á. Ừ. Quay cận cảnh vô luôn. Ừ. Nó giòn giòn, nó béo, nó giống như là cái gì mà mình cái củ hủ dừa mình ăn gỏi củ hủ dừa các bạn. Mà nó ngon hơn nhiều lắm. Nó cũng ngọt ngọt nữa nha cả nhà ơi, chứ không phải là chát ha, mà nó rất là giòn chứ không hề cứng như là vỏ dừa bình thường. À đó là đã, mình ăn cái phần này, bây giờ còn cái phần mà có vỏ xanh này ăn được không anh? Em ăn thử đi anh nghe mấy em nó ăn cũng được, nó ngọt ngọt. Có vị ngọt ngọt. Nó vị ngọt hơn cái trái dừa. Ngon 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 ngon. Anh mà chị, cái này là phải có thêm cái muối chấm chấm muối ớt chấm chấm ngon đó. Thấy mấy anh đi nhậu của anh. Anh Mai ơi, nhiều khán giả trên đầu lại Bình Dương có nhắn là tại sao cái cây này nó lại hiếm mà chỉ có mình anh có hả anh Mai? Cái này là may mắn em ơi. Dạ. Anh chỉ là cái giống như cái tâm quyết của anh đó là muốn sưu tầm lại những loại cây giống quý của Việt Nam mình. Ừ. Việt Nam mình là chính thôi. Dạ. Nhưng mà trong quá trình trồng thì như mình đi tìm hiểu cả nước Việt Nam mình luôn. Dạ. Cái chỗ nào mà có cây nào độc lạ là anh bằng mọi giá anh phải xin cho được. Xin không được thì phải mua, bằng mày giá phải mua. Các bạn thân mến thì thực sự Phú ăn á thì cái này nha các bạn, cái phần này nè nó rất là ngon, thơm, giòn. Còn cái phần này á thì ăn được nhưng mà nó cái vị của nó thì nó hơi chát nhẹ xíu. À, không bằng cái phần trong ha. Dạ không bằng cái phần trong. Đây cả nhà. Em đừng có mồ vô cái dây này nó âm thanh. Vinh mời cả nhà mình ăn vỏ dừa nha. Không biết là cả nhà mình trước giờ đã từng ăn vỏ dừa ha? Chưa bao giờ chưa? Chứ nước dừa thì chắc là hẳn là ai cũng sẽ uống rồi. Nhưng mà vỏ dừa thì chắc là hơi hiếm nha cả nhà. Có ăn không? Chú cho miếng nè. Ăn cho biết đi. Trời ơi. Nó cũng đang ăn à. Không biết là các bạn có nghe được cái tiếng giòn của cái vỏ dừa này không các bạn? Em ăn phần trong này ngon lắm. Cảm ơn cái phần cơm. Ăn phần phía bên trong nữa nha cả nhà. Ngon lắm. Phần này nè. Phú ăn miếng này có cái phần ruột cái trong này ngon lắm Phú. À. Em ăn đi ngon lắm. Rất là ngon luôn. Mà bình thường á cái dừa này mình có uống nước không anh, hay là mình chỉ ăn vỏ mình bỏ nước? Nói chung là nước á thì anh nghĩ nó chưa có đủ tuổi cho nên uống nó chua chua ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình ném cái nước thử ha. Em không lấy cái ly cho em nước. Này vô lấy cái ly nước. Rồi tí nữa các bạn sẽ được chứng kiến cái cảnh ở bên trong cái cơm của nó như thế nào ha. Phú nghĩ á, là cái cơm nó còn ngon nữa bởi vì cái phần vỏ nó đã ngon vậy rồi mà. Cái cơm này ngon, cái phần này ngon hơn cái chai đó phần này. Đó. Cái phần cơm, để lấy nước, anh lấy nước đấy. Để lấy nước cho em uống nha. Rồi anh. Thôi để em húp luôn cha đi cho rồi. Thôi mày uống đi bên này. Uống đi. Thôi em nhờ anh hú trước đấy. Uống đi.
Đây này có ly nè. À có ly rồi, có ly rồi, có ly. Thôi mà cầm trái dừa uống cho đã ha, còn đây đây em rót ra cho anh uống, em uống trái dừa. Nay cơ hội ngàn năm có một mà. Cũng ngon, ngon. Thấy sao anh Phú ơi? Cũng được thôi chứ. Cái đây là loại dừa mà khuyến khích là nên bỏ nước ăn vỏ. Thiệt. Cái vị nước nó không như kỳ vọng các bạn. Nó hơi chát nhẹ đó. Nó còn non mà em. Dạ? Nó còn non. Trái nó còn non á. Để đây anh em. Nặng là sao bạn? Trời ơi trời. Đó. Ghê quá. Đây nè, ăn cái này mới ăn nè. Chưa có gom đúng rồi. Ừ. Cái đó này ngon đó. Trời ơi đúng ngon nè, đây ngon không? À, ăn đó mới ngon đó. Đây là loại dừa bỏ nước ăn vỏ nha các bạn. Ngon lắm. Anh nghĩ ăn cái phần trong nó ngon hơn phần ngoài nữa. Bây giờ ngon nha cả nhà ơi. Bây giờ anh đang cầm cái camera để cho các bạn coi lại cái đột dừa ha. À, để mình phân tích thử nó có khác gì so với cây dừa bình thường không mà nó lại kỳ lạ như vậy. Đó các bạn này, cái đây là cái lá dừa nó này. Nghĩa là cây dừa này cơ bản là nó khá là thấp các bạn ha. Lon em đi vô đứng để khán giả hình dung thử độ cao của cây dừa đi các em. Đó, cây dừa này không cao nha bạn. À, lon thì chiều cao là 1m25 đó, nhưng mà đứng là nửa cây dừa rồi. Nghĩa là cây dừa nói này nó chỉ cao là khoảng 2m5 thôi. Lúc mà anh bán xe ở Sài Gòn á, bán Suối Tiên á, thì anh tâm sự với anh. Anh nói ở quê anh có cái gì đặc biệt không? Yeah. Thì anh mới đầu anh cũng nói bưởi da xanh, rồi anh nói chuối này kia đủ thứ hết. Rồi nó cái đó bình thường ở đây thì à, dùng em cái đó cái cây đó thì có hết á. Cái ngồi suy nghĩ hơi nó được rồi. Ở đây bà ngoại tôi có còn lại một cây dừa mà cái dừa này ăn được vỏ. Yeah. Nghe anh quá mừng rồi. Bắt đầu bằng ngồi giá anh đi xe xuống dưới mà yeah. Đúng là xa thiệt. Từ Vĩnh Long đi xuống khoảng 30 cây nữa. Yeah. Thì xuống thì anh xin được hai cây mà về trồng thì nó lên được cây này. Dạ. À. Rồi, cả nhà ơi, đây là trái dừa được hái từ cây dừa mà anh Mai nói là duy nhất là ở Việt Nam, và cái vỏ dừa như thế này có thể cắn được nha cả nhà. Ngon đấy nha. Ngọt. Anh Mai ơi, không biết là cây dừa này mình có nhân giống được không anh? Được em, anh cũng đang nhân giống tại một số anh mấy anh chị tới đây á, dạ. Thích quá. Rồi có nhiều người ta đưa tiền trước cho anh luôn. Anh bán 2 triệu một cây giống. Nhưng mà 2 triệu một cây giống nha cả nhà ơi. Nhưng mà ta đưa tiền trước luôn đó, nhưng mà dạ. anh không có nhận. À. Thật sự nó rất là quý cho nên anh muốn giữ gìn, anh muốn nhân cho vườn anh được vài cây nữa. Dạ. Rồi sau đó anh mới chia sẻ với bà con, nói chung mình cũng chia sẻ thôi. Dạ. Chứ đến đâu mình không lưu giữ được những giống quý này thì còn người khác giữ lại được. Dạ. Chứ để mà vừa lỡ mà bị đuông hay là bị dạ. này bị kia nó đúng chết rồi. Thì ổn lắm. Cây này giống như là cây đầu đầu tiên đó. Đầu nói tiên là dạ. may mắn là gì anh sở hữu được cái cây dừa này là dạng cũng quý của Việt Nam luôn đó, rất yeah. là hiếm. Yeah. Anh cũng hỏi nhiều lắm rồi. Anh đi xuống mua giống với Chà Lách, mấy anh tìm hiểu rồi mấy trại giống bán dừa đó. Anh hỏi hết mấy anh chị mà anh đi 4-5 lần nào anh cũng ghé anh hỏi thử thôi, nói chung mình hỏi thử thôi. Yeah. Không ai biết hết, tất cả không ai biết hết. Nó hiếm. Cả nhà ơi, Vinh nãy giờ là cầm trên tay là vỏ dừa, nhưng mà Vinh cầm nè cả nhà thấy không? Giòn rụm luôn, nhưng mà không hề chát nha, nó rất là ngon. Cái này em nghĩ là nên nhân giống cho mọi người cùng biết á. Khi mà khán giả trên Độc Lạ Bình Dương á, xem cái clip này á, thì muốn hỏi anh là hiện tại là anh có nhân giống và làm sao mà để liên hệ với anh á anh Mai? Thì anh thì thực ra là cái cây dừa này trồng ở khu vườn sinh thái Nam Hương Đồng Tháp. Dạ. Thì bà con cứ bấm vô cái vườn sinh thái Nam Hương Đồng Tháp thì sẽ tới đây sẽ gặp cây dừa này. Dạ. Và có thể là khi nào mình muốn dư giống thì đó là anh em tâm sự nói đó. Chuyện để chia sẻ. Dạ. Còn ngoài ra thì khi đến đây là có 70-80 loại cây trái lận. Dạ. Đủ loại cho nên bà con có thể là tham quan vui chơi. Dạ. Giải trí có lưu trú luôn tại đây. Dạ. À, cái thưa các bạn, ở đây thì ngoài cái loại là dừa ăn luôn cả vỏ thì anh còn có vú sữa ăn luôn cả vỏ, còn có mít không hạt, có ổi tím và rất là nhiều loại kỳ hoa dị thảo khác. À, kính thưa cả nhà, Vinh đang có mặt tại vườn sinh thái Nam Hương ở tỉnh Đồng Tháp. Thì bây giờ anh Mai sẽ dẫn Vinh đi tham quan một số cây độc lạ mà anh Mai nói là chỉ có ở vườn anh mới có thôi. Và anh đã dày công để có thể tạo ra được những cái giống mới cũng như là giống độc lạ nhất ở Việt Nam hiện nay. Mời khán giả cùng Vinh và anh Mai mình cùng khám phá nha. Rồi. Anh Mai ơi, hiện tại là vườn của nhà mình đó là có những cái cây gì mà anh Mai cho là độc lạ nhất ở đây ạ?
Đây là cây ổi Nam Hương nè. Cây ổi Nam Hương. Cây ổi này anh thấy anh thích quá anh đặt tên thôi. Dạ. Nó vô tình nó đột biến trong vườn anh. Là một cây này nó có hai loại lá. Mấy em thấy rõ ràng không? Đây nè. Lá này là lá trân châu nè, còn lá này là lá cẩm thạch. Hoàn toàn là không có ghép nha. Từ dưới ra lên là nó nguyên thủy vậy luôn. Dạ. Cái trái ổi này nó rất là thơm. Okay. Cái mùi thơm rất là dễ chịu. Các bạn ơi, đây là cái giống ổi mà anh Mai lai tạo ra và nó kiểu như bị biến đổi gen á anh Mai ha. Đột biến gen. Và anh Mai đặt cho cái cây ổi này chính là cái tên của khu vườn của mình luôn, đó là ổi Nam Hương. Ổi Nam Hương luôn. Và điều đặc biệt của cây ổi này là một cây ổi nhưng mà lại có hai lá khác nhau, hai hình dạng và hai màu sắc khác nhau. Đây là lá màu cẩm thạch nè, đây là ổi cẩm thạch. Lá cẩm thạch. À, chắc cũng nhiều người biết. Yeah. Nhưng mà đây là lá trân châu cũng có nhiều người biết. Yeah. Nhưng mà đặc biệt con cái một cây mà nó ra hai loại lá. Là chỉ có duy nhất ở nhà của anh Mai thôi, ở khu vườn sinh thái Nam Hương thôi cả nhà. Dạ. Anh Mai cho em hỏi là cái giống đó thì anh lấy từ đâu ạ? Nó anh trồng vô tình trồng nó đột biến đó luôn. Dạ. Chứ anh không biết lấy ra từ đâu hết. Dạ. Có nghĩa là trồng trong vườn thôi, nhân ra là trồng á. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ Vinh sẽ cùng với anh Mai được duyên nhờ anh Mai liên hệ với Độc Lạ Bình Dương là ở anh Mai có rất nhiều trái cây quý, cho nên là mới được dịp mà được theo cùng anh Mai mà khám phá được vườn trái cây độc lạ, một trong những vườn trái cây độc lạ nhất Việt Nam. Và trong đó là có trái vú sữa mica. Dạ. Ăn được vỏ chắc là bị chim ăn rồi nè, không đó. Anh Mai hái tận vườn luôn nha cả nhà. À, trái này chim ăn rồi nè. Wow đó. To anh... chưa cả nhà ơi. Trái vú sữa mica em đưa anh cắt cho. Dạ. Trái này bị chim ăn. Trái vú sữa mica này á, là mình phải bao bọc lại xung quanh á anh Mai ha. Trái này chút vô ngọt đang được ngọt lắm, trái này ngọt lắm. Em cắt trái nữa. Một cây như vậy thì nó cho ra nhiều trái không anh Mai? Một cây vừa rồi bình quân nó khoảng 30-40 ký em. 30-40 ký? Ui lại cả hơn cả ngàn trái đó anh ha. Không, một cái là nửa ký em. À, vì trái này to nè. Trái này to. Được rồi. Trái nửa ký mà 30-40 ký là tới... Trái nửa ký thì dụ như 30 là 60% trái em. Dạ. Bình quân 100% trái. Vậy là sai đấy chứ. Mà cái giống vú sữa mica này ở ngoài nó có nhiều không anh? Trên thị trường bây giờ mới có trồng khoảng 3 năm nay thì người ta trồng nhiều lắm em. Dạ. Yeah. Còn cái cây này anh trồng 8 năm rồi, 7-8 năm hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Người đầu tiên trồng mà. Ồ, và điều đặc biệt nha cả nhà là cái vú sữa mica này mình có thể ăn luôn cả vỏ đúng không anh? Đúng, ăn cái vỏ và không không có mủ em. Dạ. Yeah. Chín mùi mấy trái này là không có mủ đó. Đây. Thì bây giờ Vinh sẽ cùng với anh Mai mình ăn vú sữa tận vườn nhưng mà điều đặc biệt là không còn cắt vỏ nha cả nhà. Anh hai cái này vô chút tặng mấy em về trái. Dạ. Đây, Vinh chọn một trái ha. Trái đó là ngon đó, trái chim ăn đó. Do anh Mai là không có phân bón với lại không có dùng thuốc hóa học cho nên là bị con này là con chim là nó ăn nó mổ, chim nó mổ đó. À, trái này chim mổ nè. Nhưng cả nhà nhớ nha là khi mà chim mà ăn á hoặc là cò ăn á là những chọn cái gì mà ngon nhất, tốt đúng nhất rồi. Ra vườn mà bẻ trái cây mà cho chim ăn là ngon, cắn ăn liền được đó. Cắn được ăn luôn. Vinh sẽ ăn vú sữa tận vườn nha. Ăn luôn. Không có mủ thấy không? Cả nhà thấy không? Ngon lắm cả nhà ơi, ngọt. Mà điều đặc biệt là nó không có mủ. À. Bình thường cái vỏ vú sữa nha cả nhà là nó có mủ ăn không được. Nhưng mà đây, vú sữa nhà anh Mai, vú sữa mica. Ăn được ăn luôn cả vỏ. Tuyệt vời. Ngon cả nhà ơi. Em càng ăn vô trong càng ngon. Nó ngọt. Cái vú sữa bình thường á, Vinh ăn cái thịt ở bên trong á, nó ngọt bình thường thôi. Nhưng mà ăn cái vỏ của cái cây vú sữa mica không này mà nó đã ngọt như là cái vỏ bình thường rồi. Cái thịt bình thường của vú sữa vậy á. Ngon quá. Bây giờ Vinh sẽ thử ăn vào trong nó như thế nào. Cái này gọi là trái thơm vật lạ trên đời. Cơm nó đặc em thấy không? Cơm nó này em thấy đặc. Nó giống như thạch dừa vậy đó, nó đặc, nó sạch vậy đó. Dạ. Yeah. Ngon lắm em, mà nói thiệt là anh chồng nè, thiệt anh chồng nó, nhưng mà anh ăn nó anh rất là vui, nó nhìn thật mình rất là vui. Dạ. Yeah. Ồ, ngon quá cả nhà ơi. Cái này là chỉ có thể trải nghiệm này chỉ có tại vườn của anh Mai thôi cả nhà ơi. Khu sinh thái Nam Hương ở Đồng Tháp. Nếu các bạn mà muốn thử những cảm giác ăn trái cây tận vườn như thế này, sạch hữu cơ mà vừa ngon mà vừa lạ nữa, nên thử. Ngon thiệt. Ngon thiệt không? Dạ. Trái này ngon lắm, anh thích ăn lắm. Buổi trưa nào anh cũng làm dĩa ăn hết trơn. Điều đặc biệt nha cả nhà là không cần lột vỏ.
Đây là nó thì rất là phù hợp cho những anh chị nào á, mà mình ít có thời gian nè. Mình có thể sử dụng cái vú sữa Mika này mình ăn trực tiếp luôn. Mình chỉ cần rửa một chút ở bên ngoài, sau đó mình cắn ngay trực tiếp luôn. Ăn trái này là no, khỏi ăn cơm luôn. Đúng anh Mai à. Cái dinh dưỡng dữ lắm em, trái dinh dưỡng này dinh dưỡng lắm. Còn đây là một loại cây kỳ lạ không kém. Mít không hạt các bạn. Mít mà hoàn toàn không có cái hạt nào. Bây giờ do cái mít này nó còn chín á. Chưa chín. Á lộn. Do cái quả mít này nó chưa chín á, nên là không có bổ ra được cho các bạn xem. Nhưng mà ở đây nè các bạn, nó có hình ảnh lần trước anh ăn cái quả mít trên cái trái cây này rồi. Đó. Anh ơi, cái vị của nó như thế nào? Nó rất là ngọt, đậm đà lắm. Nó mình ăn nó giống như là nó có mặt cá trống vậy đó. Mà ăn luôn nguyên sơ luôn, sơ muối được. Có trên thị trường nó có loại mít không hạt nữa, nhưng mà nó là không có muối. Như đặc biệt cái mít này của anh là nó có muối luôn. Ở dưới Chà Lách nghe mấy anh em nói mua giống về là trồng là mít không có cái muối. Mà đặc biệt cái giống mít mình ở đây là nó có muối. Có muối nhưng mà không hạt. Có muối nhưng mà không hạt. Ăn được luôn sơ luôn. Sơ, ăn sơ với muối ăn ngon như nhau. Mà nó đặc biệt cái là nó giống như có mặt ở trong vậy. Ăn rất là ngọt, thơm ngon. Mít không ăn vỏ được. Anh không lo nổi. Cái cây này là nguồn gốc ở sao anh? À, cây này nguồn gốc này của Cần Thơ em. Cái này cũng ông chú ở dưới Cần Thơ á. Anh mua lâu rồi, cũng 8 năm rồi. Lúc anh về làm vườn là anh mua luôn á. Cái giống này bây giờ có nhiều trên thị trường không ạ? Anh nghĩ cũng có, nhưng mà không, người ta không có, tại vì nó không kinh tế với lại cái trái nó không có đẹp. Cho nên em bán lên thị trường là người ta sợ nhìn, người ta nhìn người ta không biết á. Em thấy giống trái sầu riêng á. Ta ăn rồi thì người ta mới thích. Cho nên là anh nghĩ cũng có chứ không phải là không có. Trái cây này thì có nhiều rồi. Nhưng mà nó đặc biệt là nó cây mít này của anh là nó có muối. Còn có nhiều người mít không hạt nhưng mà nó sơ không à. Cây này là mít nghệ đó. Cây này là hiếm nè. Lý do hiếm là tại ngày xưa là người ta trồng nhiều lắm, bây giờ nó không còn nữa. Cây này anh cũng nhân lấy giống từ miền Trung vô. Anh nhân giống. Đây là cái ổi rất là quý nha. Cây vú sữa, cây bưởi đỏ. Quý lắm, bưởi đỏ Thái Lan. Cả nhà, kính thưa nhà, là đây là cây bưởi đỏ Thái Lan mà anh Mai cho là rất là quý. Và tại sao nó lại quý ạ? Nó tại vì cái giống này trên thị trường ít có người trồng. Ít người trồng lắm. Tại vì nó khó nhân giống hay là khó cho ra trái hay sao? Anh nghĩ là anh sưu tầm cây này cũng 7-8 năm rồi. Anh sưu tầm từ Thái Lan về. Anh trồng hôm nay nó ra trái vậy nè. Anh đã trồng cây ổi này bao lâu rồi? Cây bưởi này là 8 năm rồi. Cây này 8 năm rồi. 8 năm rồi cả nhà. Và nó cho hay cho ra trái không anh? Trái này trái nhiều, tết nhiều lắm. Trái đẹp lắm, trái rất là tròn đẹp. Mà đặc biệt ăn cái vị nó ngọt nó cũng ngon. Nhưng mà cái màu sắc rất là đẹp, màu đỏ. Chút nó vô có cái hình ảnh anh gửi cho coi. Đây là cái lụ của Israel nè. Đây là cái lụ Israel. Lụ Israel. Vậy là giống này là từ Israel mà ra luôn đúng, hả? Đúng rồi, đúng rồi. Này của anh chuyên gia anh tặng á. Nhưng mà em được biết là khí hậu Israel với lại khí hậu của mình á là hai cái khí hậu nó hoàn toàn khác biệt nhau á, mà vì sao mình lại nhân giống được, phát triển được tốt ở đây hả anh Mai? Anh có nghĩ là do mình chăm sóc tốt thôi. Anh nghĩ vậy, đất ở đây anh chăm sóc rất là tốt. Đây cái cây này là cũng dặn khá quý cho anh Việt Nam nè. Bây giờ không còn nữa nè. Đây là cây xài tượng, xài tượng ngày xưa. Đó. Bây giờ em đi tìm cái giống xài rất là hiếm. Đó, anh được có cây bố mẹ đằng kia. 30 năm tuổi rồi. Anh nhân từ cây bố mẹ ra, bữa nay nó ra được 3 trái nè. Dễ thương ghê không? Anh Mai ơi, như theo anh á, nhận xét thì cái yếu tố nào mà quan trọng nhất để cho mình một cái trồng cây, trồng một cây mà từ một cái nơi xa lạ mà để cho nó phát triển bình thường ở Việt Nam mình anh? Anh nghĩ bà con cứ cứ cái trồng cây cứ nghĩ là giống tốt hay là cái này kia, nhưng mà theo anh nghĩ cây nó nằm trong đất. Trên cái đầu tiên là phải chăm đất. Cái đầu tiên chăm đất. Đất là yếu tố đầu tiên. Trong quá trình làm vườn của cả Việt Nam mình luôn. Nói chung là theo cái cảm nhận của anh và những nhà khoa học cũng thường nói là đất là chăm đất chứ không phải là chăm cây. Cái cây là cái rễ nó bám từ đất. Cái đất nó tốt rồi á thì rễ nó ăn ra, nó theo nó ăn ra rồi, lúc đó mình chăm sóc cây nó mới dễ được. Chứ còn đất mà nó mình chưa thuộc hay là mình xịt phá lâm hay là mình cải tạo không tốt rồi á, để phèn để rồi thì mình trồng cây. Bây giờ có cho ăn dinh dưỡng phân đạm lăn hữu cơ, đạm cá, đạm gà, cái gì tất cả cái gì cũng không tốt bằng. Không có là mình chăm đất trước. Mà muốn chăm đất á thì phải cải tạo từ từ. Xử lý phèn, đất phèn là mình xử lý phèn. Còn đất mà không có dinh dưỡng đâu đầu mình bồi bổ cây hữu cơ cho nó thì có nhiều, rất là nhiều cách.
Nhưng mà ở đây ở bên vườn của Mai là đây có cái đống phân nè, đống phân là khoảng 5 tấn đang ngủ. Dạ, 5 tấn cây đậu, đậu phộng với lại phân bò với chico đặc ma. Dạ. Thì mình ủ trong vòng khoảng 30 đến 45 ngày. Dạ. Cứ mỗi một năm mình bón vô đó 2 lần. Dạ. 6 tháng một lần cung cấp cho đất. À, bây giờ anh Mai sẽ cho cá hô ăn nha cả nhà ơi. Mình sẽ thấy được là kích thước của cá hô mà anh Mai cho là kêu là to lắm. Đó là ngày lần. Trời ơi, Trời ơi. Ôi trời, nó con này có to chắc phải tầm 20 kg. Có con bự hơn đó nữa, con gấp rưỡi con đó nữa. Cái giống này anh lấy từ đâu vậy anh Mai ơi? Của xe trên sông em, mình mua cần từ nhỏ mình nuôi. Dễ thương lắm. Thằng kia là vuốt lưng được luôn. Anh cho ăn á, anh cho ăn cơm nó quen rồi đó. Yeah. Anh gõ cái thao cái nó lên cái mình vuốt lưng nó dễ thương lắm. Đặc biệt ở trong khu du lịch của anh á là khách đến thì phải đặt trước chỗ anh. Rồi anh không bao giờ bán con rắn nè, con rùa. Rắn, rùa với chim là khách đặt bây giờ bao nhiêu tiền anh cũng không bán. Có lời bao nhiêu anh cũng không bán. Anh muốn một làm một phần nhỏ thôi, mình muốn bảo tồn. Để cho người ta, bà con ý thức là giữ gìn lại cho đời sau những mấy con cháu nhỏ được, còn những con chim con này con kia. Chứ thì mình bán thì nói chung là có lợi nhuận. Thì với lại khách thì em biết rồi, độc lạ rồi nó thích ăn lắm. Mấy con ấy rồi đó. Nhưng mà trong cái vườn của anh, đặc biệt trong vườn anh là từ lúc mà anh thành lập vườn tới giờ là không bao giờ anh bán những con đó. Khách đặt anh cũng không làm. Khách quen, khách gì cũng bất cứ người thân hay là ai cũng anh cũng không làm. Ôi trời ơi, cái nhà tắm này hơi bị độc lạ đấy. các bạn thân mến, cái nhà tắm mà được anh đầu tư theo hình chiếc nón nha các bạn. Ở trên chiếc nón ụp lại á. Nước đâu? Có nước em có giờ đó. À đây, nước đây. Mở ra đi. Mình tin là hiếm có nhà tắm nào mà đầu tư lát gỗ kiểu như anh ha. Là những cái gốc cây anh xét lát rồi anh xếp lại với nhau rất là hay. Nhưng mà anh làm gỗ như thế này anh không sợ mục hả? Đúng rồi, thì phải chịu thôi em ơi, dân giả mà. Thì mình phải đầu tư cho nó tốn kém thiệt, nhưng mà là mình nghĩ là người bà con mà có về lưu trú người ta cũng thấy gần gũi với thiên nhiên á. Dạ. Đã thích. Cái cảm giác mà mình đóng cái phanh tre lại rồi mình cỡ chuồng đây nó cũng hay nha. Vui lắm. Vui lắm. Đây các bạn. Mít nghệ kìa, cái mít nghệ bên trái kìa. À cái mít nghệ. 1000 mét á. Ừ. Nhiều giống quý lắm, chú lùng nhất kìa, chú lùng nhất. Có cảm giác như là anh làm ở khu này để thưởng thức cùng với những người bạn chứ không phải là một khu kinh doanh. Đúng rồi. Anh làm khu vườn này là mình nói thật tình luôn là làm cho gia đình. Rồi mình sau đó mình thấy nó đẹp rồi nó cũng càng ngày thấy nó cũng càng có cây cối nó xum xê đó, là mình muốn chia sẻ với bà con với bạn bè người thân những cái cảnh này nè, rồi ai cái về đây thì cùng chơi với anh cũng như gia đình vậy đó. Chứ còn phải là mình kinh doanh mà mình muốn buôn bán hay là muốn làm gì đó để mình kiếm tiền thì cái thật sự ra thì không phải vậy. Anh năm nay là mấy mươi rồi anh? Anh 50 tuổi, anh tuổi dần á. Còn trẻ quá mà nghỉ ngơi sớm thế này chắc là tuổi trẻ của anh cũng bôn ba đủ rồi ha. Cũng cực khổ lắm em ơi, cũng ra trường rồi cũng làm việc bên ngành nông nghiệp. Làm 5 năm rồi anh muốn bôn ba lên Sài Gòn cũng làm lính ta thôi, làm mua bán xe cơ giới á. Rồi bén duyên với cái nghề đó. Rồi cũng nhờ cái nghề đó thì nó giúp đỡ anh có một ít tiền, anh mới về đây mua đất. Cứ mua lần mua gần 10 chủ á, cái miếng đất này anh mua gần 10 chủ đất lận. 10 chủ mới góp lại. Góp lại được miếng đất 20.000 mét vuông này. Mà hồi nãy em có nghe anh nói cái ý là cái khu đất này là nó tệ nhất, bạc màu nhất trong tất cả các loại đất luôn. Mà nhờ cái bàn tay của anh mà bây giờ nó hồi sinh mà nó đơm hoa kết quả như thế này. Thì đúng rồi, cái đất của Tân Hồng của quê anh là đất thứ nhất là phèn cũng có nè. Rồi cát, rồi thịt, nhưng mà nó khi mà mưa là nó quện lại cứng chịu, nó không, nó lầy, mình không có thể nào mình nước nó không rút được, còn nắng là nó cứng như đá vậy đó. Phải cút bố mới bổ mới bể. Thì cứ hàng năm thì anh cũng chăm sóc hữu cơ, chăm sóc theo cái hữu cơ đó. Thì mình có trong vườn có cây lục bình nè, cỏ nè, cộng với lại cây đậu mình xin về đó, phân bò trộn với chico đạt ma anh ủ anh bóp. Cứ kiên trì anh làm, chắc bà con ở đây người ta cũng nhìn nhận được cái vấn đề của anh làm. Cho nên trái cây ở đây anh bán rất là dễ. Bà con thích mua lắm. Mà mình ăn thì anh thấy có sự khác biệt đó. Anh nghĩ vậy. Các bạn thân mến, để làm rõ thêm cái tình yêu đối với quê hương, tình yêu đối với tuổi thơ, thì bây giờ Phú giới thiệu với các bạn một cái căn nhà vách đất nha.
Cái kiểu đó anh làm giống kiểu miền Trung của anh ha. Của miền Trung mà, anh là dân miền Trung, ba mẹ miền Trung. Cho nên anh muốn giữ gìn lại cái nhà của ông bà mình ngày xưa á. Mà các bạn tưởng tượng coi, sau khi bôn ba mấy chục năm trời làm ăn tứ xứ thì anh góp đất lại rồi dựng nên một cái khu sinh thái như thế này. Anh phải đi săn lùng tất cả mọi nơi để tìm được những giống cây độc lạ làm điểm nhấn cho cái khu đó. Nhưng mà anh vẫn không quên cái căn nhà tuổi thơ của anh. Đây, sao nhìn anh làm cái kiểu này, anh thấy em thấy giống cái ông lan truyền cái chủ căn biệt thự 150 tỷ ở dưới Phong Điền quá ta. Đó, ông đó thì cũng xây căn biệt thự rồi cũng cắt lại cái nhà lá tuổi thơ đó các bạn ha. Vô đây á, nó mát hơn cái nhà ngói nha. Nhà tranh vách đất đúng nghĩa luôn. Đất sét. Đất sét này các bạn. Đó. Còn đây á, ở miền Trung người ta gọi là cây xe đường dông. À, xe đường dông đó. Đường dông. Đường dông. Cái thồ phân, thồ lúa giống rồi đó. Dạ. À, xe thồ phân, thồ lúa giống ngày xưa đó. Dạ. Này chơi không có phân. 40 mấy năm rồi đó. 40 mấy năm rồi. Cái xe này 40 mấy năm rồi. Trời ơi. Thôi cuộc đời anh như thế này là quá đã rồi anh. Em cũng mơ ước được một phần của anh này, sau này cũng có một mảnh một vườn rồi cái tuổi già rồi hú hí bên vợ đẹp con thơ. Mà ảnh bốn mấy tuổi mà nhìn trẻ ghê luôn chứ. Thôi ok, chúc mừng anh nha. Rồi cảm ơn em. Hy vọng các bạn được thưởng ngoạn cái không gian này bằng cái cách là liên hệ với anh, liên hệ với khu sinh thái Nam Hương tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Về đây thì Phú nghĩ là các bạn sẽ rất là thích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.